Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 65 của tác giả Ngải Hề Hề qua giọng đọc Hoàng Vinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 776 Hội ngộ Đứa bé này mấy tuổi rồi? An Đông Dương đứng bên cạnh Dương Tử Mì hỏi. Tám tháng rồi, các anh mặc kệ nó đi, nó là quái thai, Dương Tử Mì không ngờ Tiểu Thiên mở miệng nói chuyện dọa người khác, liền trừng mắt nhìn cậu. Hả? Quái thai? An Đông Dương toát mồ hôi. Em, em của em sao? Ờ, tên là Tiểu Thiên. Chị gái em cũng là quái thai đó. Tiểu Thiên vừa bú bình sữa vừa nói. An Thiếu Gia, em khuyên anh đừng có tán tỉnh chị ấy. Chỉ làm bạn bình thường được rồi, bạn trai chỉ ấy không có thân thiện lắm đâu sẽ dứt anh ra ngoài đấy dương tử mi đầy bất lực an đông dương nhìn cô em có bạn trai rồi sao ờ à, dương tử mi gật đầu trên mặt an đông dương xuất hiện sự thất vọng có điều anh rất nhanh lấy lại sự tự tin cảm thấy bản thân của mình bất luận là diện mạo hay là gia tài đều đứng số một dù cô ấy có bạn trai thì sao đâu chứ anh có đủ tự tin khiến cho cô ấy cuối cùng sẽ lựa chọn anh. Dù sao đi nữa, tập đoàn An Thạch cũng là một tập đoàn lớn nhất của Quảng Nguyên. Bà của anh có mặt trên bảng xếp hạng của tạp chí Forbes. Anh là người thừa kế của tập đoàn An Thạch, tương lai sẽ là thái tử gia. Với thân phận như vậy, bất luận cô gái nào cũng đều phải rung động mà. Cho dù là cô gái, lái xe Land Rover mang cái biển số quân đội cũng không ngoại lệ. Dương Tử Mi, hôm nay ở khách sạn quốc tế Garden có triển lãm đá quý quốc tế. Sao, em có muốn đi xem không? An Đông Dương phát hiện sợi dây của Dương Tử Mi đeo ở cổ không phải là đá quý gì, chỉ là một miếng gỗ màu đen. Chiếc nhẫn đeo trên tay cũng là màu đen tuyền, có hơi đặc biệt nhưng cũng không có lấp lánh bằng kim cương. Cái duy nhất nhìn tạm được chính là chiếc dòng thủy tinh tương xứng với mái tóc trên cổ tay cô. Lúc trước đã từng nói qua rồi. Sau chuyện ở tinh giả, mái tóc xanh lam của Dương Tử Mi và Sadako đã trở thành trào lưu trong giới tóc. Từ thành phố A tới phạm vi toàn quốc, đường lớn ngõ nhỏ đều có thể nhìn thấy những cô gái tóc màu lam chạy theo xu hướng thời đại. Giống như việc nhuộm tóc màu vàng thường ngày vẫn làm vậy. Do đó, mái tóc màu lam của Dương Tử Mi và Sadako cũng làm ngứa mắt người khác. An Đông Dương tưởng rằng họ nhuộm cái màu lam nhưng mà màu lam trông rất tự nhiên cảm thấy đẹp hơn của người khác an Đồng dương muốn dẫn họ vào bên trong xem triển lãm đá quý sau đó dùng châu báu để mà tấn công anh không tin điều đó không làm bọn họ động lòng có thể xem xem dù sao cũng là con gái chẳng có ai không thích đi xem những cái thứ lấp lánh như đá quý cả do đó dương tử mi liền đồng ý vậy đi thôi trưởng ban triển lãm lần này chính là bố anh đến lúc đó anh sẽ giới thiệu bố anh với em biểu hiện quàng đồng dương có phần khoe khoang anh cứ nghĩ dương tử mi giống với những cô gái khác nghe thấy điều này thì sẽ reo lên thích thú sau đó nhìn anh đầy kỳ vọng nào ngờ dương tử mi thản nhiên đáp lại một tiếng ừ như thể đồng ý đi chợ mua rau vậy điều này khiến cho anh hoài nghi cô đang giả vờ tỏ vẻ thản nhiên hay là thật sự không có hứng thú với đá quý? Ảnh mắt của anh chuyển qua Sadako. Trên người Sadako không có đeo trang sức gì, ngoài một ngôi sao năm cánh, giống như hàng được bày bán ở sạp bên đường mà cô đang đeo trên cổ. Tiểu thư Sadako, cô có thích đá quý không? Anh không nhìn được liền hỏi. Ừ, Sadako gật đầu, những thứ xinh đẹp đều thích. Hàng dĩ quan vừa nghe thấy, trong lòng lập tức nảy lên ý định muốn tấn công một ai đó quan trọng nhất là đầu tư những cái thứ tốt cho họ chỉ cần họ vẫn có những thứ để thích thì rất dễ làm chương 777 giọt nắng An Đông Dương gọi nhờ mấy người làm giúp vài cái tấm thư mời tham gia triển lãm đưa cho Dương Tử My cũng như những người khác vào bên trong giống như triển lãm đồ cổ những cô gái đến tham quan đều trang điểm rất lộng lẫy. Trên người đeo toàn là đá quý cao cấp, giống như những con bươm bướm trong vườn hoa bị hấp dẫn bởi những cái viên đá lấp lánh kia, đồng thời cũng đang tự quyển hoặc mình. Dương Tử Mi không biết hôm nay sẽ tham gia triển lãm đá quý, cho nên cả cô và Sadako đều ăn mặc rất bình thường. Nếu không phải là An Đông Dương có mối quan hệ có lẽ các cô không có được giàu vì ăn mặc không đàng hoàng. Quả không hổ danh, triển lãm đá quý cầm cỡ. Theo như lời giới thiệu quan Đông Dương, thì diện tích khu triển lãm này là 52.500m2 cùng với 2.700 gian hàng. Toàn bộ triển lãm được bố trí đặc biệt. Gian hàng được thiết kế bày biện chưa từng có. Có đầy đủ các hình thức thiết kế thẩm mỹ, tinh túy từ phương Đông đến phương Tây và đầy đủ tạo hình bao hàm văn hóa của sản phẩm ánh đèn sáng lấp lánh cùng với các mặt hàng tinh xảo đa dạng chiêu đãi người tham quan một cái bữa tiệc thật sự rực rỡ mãn nhãn dương tử my đương nhiên không có chịu bỏ qua một bữa tiệc thị giác hiếm có như vậy cô lần lượt xem từng thứ một an đông dương mặc dù là con nhà quyền quý nhưng mà dù sao cũng là người thừa kế của tập đoàn cho nên đối với lai lịch thiết kế các sản phẩm trong triển lãm anh đều có thể giới thiệu một cách rành rọt không cần qua trường nói thật ra nhìn những cái tác phẩm nghệ thuật đầy giá trị những viên đá lấp lánh đầy tôn nghiêm trước mắt dương tử mi đều muốn mua tất cả có điều cô không đủ tiền để mà tùy ý tiêu xài nên chỉ có thể thưởng thức thôi thế nhưng khi mà cô nhìn đến một món đồ hoàn toàn hình quả lê có tên là giọt nắng cô không có thể kiềm chế khát khao được sở hữu nó. Giọt nắng, cái tên mà chỉ nghe thôi khiến cho người khác mơ mơ màng màng, tim đập loạn nhịp rồi. Viên kim cương, màu vàng, nặng 110.03 carat là viên hoàn toàn hình quả lê to nhất được biết đến. Được tìm thấy vào năm ngoái tại Nam Phi, sau đó được cắt gọt khảm nạm trên chiếc nhẫn vàng. Hiệp hội đá quý của Mỹ định giá đây là viên kim cương có màu sắc tươi sáng nhất trong các loại đá màu. Độ sạch đạt cấp VVS1. Theo báo cáo, cho đến thời điểm này, toàn thế giới mới chỉ có 4 viên kim cương nặng hơn 100 carat được đấu giá. Nhìn viên kim cương hoàn toàn được ánh đèn chiếu xuống lấp lánh như mặt trời, lại có phần giống như giọt nước trong suốt đang nằm lẳng lặng trên cái tấm vải nhung hình thiên nga đen khiến cho dương tử mi không thể nào rời mắt cô muốn được có nó trong thâm tâm của cô một âm thanh khát giọng muốn có được nó mạnh mẽ vang lên an đông dương thấy cô trước đây có thái độ thản nhiên với những viên đá khác nhưng mà khi nhìn thấy viên giọt nắng thì ánh mắt đã trở nên khác hoàn toàn trong đó ánh lên khát giọng dành cho đá quý giống như là bao cô gái bình thường khác trong lòng anh cười khổ anh muốn tặng báo vật làm cho gia nhân vui nhưng mà thật sự bất lực, không có thể mua được viên kim cương giọt nắng vài triệu để mà tặng cô. Nếu chỉ là một viên kim cương vài trăm nghìn tệ, anh có thể tặng cô hai viên không thành vấn đề. Cái này thôi đi vậy, tiền nhà của anh cũng không phải là từ trên trời rơi xuống. Viên giọt nắng này giá niêm yết bao nhiêu? Dương Tự Mì cuối cùng cũng chịu rời khỏi mắt viên đá đứng thẳng người hỏi An Đông Dương. Tạm thời cũng chưa biết, chỉ có thể đợi đến lúc đấu giá thôi. An Đông Dương nhìn cô hỏi, em thích nó sao? Ừ, em muốn mua được nó. Dương Tử Mi gật đầu. Theo như kinh nghiệm của anh, viên giọt nắng này đấu giá khoảng bao nhiêu? Tháng 11 năm ngoái, cuộc đấu giá Sotheby diễn ra tại Geneva đã bán ra một viên kim cương màu hồng nặng 24.78 carat, với giá là 4.544 đồng franc thị sĩ, trở thành viên kim cương có giá bán kỷ lục nhất thế giới. Chương 778 Cô gái có tố chất của một kẻ lập dị An Đông Dương cười đau khổ nói Viên kim cương màu vàng này nặng 110.03 cara là một viên kim cương màu vàng to nhất. Màu vàng tiên diễm chói mắt là cực phẩm hiếm có trong số kim cương hoàn toàn. Dù không có hiếm bằng màu hồng, nhưng mà nó cũng không hề kém cạnh so với viên kim cương màu hồng được bán đấu giá trước đó. Ít nhất cũng cần phải bán 100 triệu tệ mới mua được. Còn việc giá của nó cao đến đâu á, thật khó nói. Chắc cũng cả tỷ bạc và phụ thuộc vào tình yêu của người đấu giá dành cho nó. Dương Tử Mi từng đấu giá phỉ thúy và đồ cổ cho nên cô biết rằng giá cả của những món đồ đó chính là vô hạn. Số tiền mặt trên tay của cô kỳ thật không có đến một ngàn dạng. Xem ra cô chỉ có thể thưởng thức, không thể sở hữu cái viên giọt nắng rồi. Cô bèn thở dài, tiếp tục tham quan những sản phẩm khác. Những viên đá khác cũng rất đẹp. Có điều cô đã trót yêu viên giọt nắng nên cảm thấy không có bất kỳ viên đá nào khác có thể lọt vào mắt của mình nữa. An Đông Dương bận việc cho nên tạm thời không thể đi cùng giải thích cho cô. Cô cũng chỉ lướt mắt hết các sản phẩm, giống như là cưỡi ngựa xem qua vậy. Có lẽ vì uống nhiều nước, cho nên cô giao liên y cho Sadako rồi mới dỗ dàng tìm nhà vệ sinh. Ở góc rẻ, cô đụng phải một cô gái ăn mặc vô cùng qua lệ, trên cơ thể đeo đầy trang sức quý báu. Cô gái khoảng chừng 20 tuổi, xương gò má cao, đôi mắt sắc nhọn, môi mỏng làn da thô ráp trông cũng khá bình thường có điều trang phục cùng với lớp vàng bạc trang trí trên người giúp cơ thể trở nên chói sáng rất nhiều đi đứng không có mắt sao có ý thức không vậy đụng phải cũng phải biết nói xin lỗi chứ rốt cuộc là loại người gì vậy dương tự mi chưa có kịp nói lời xin lỗi đã bị người con gái kia chỉ tay vào mũi mà chửi mắng dương tự mi toát mồ hôi cô ta là người da vào cô trước mới đúng chứ tự nhiên cố tình chửi hơn nữa mở miệng nói người khác không có ý thức lẽ nào cô ta có ý thức sao có điều cô cũng không có muốn dướng phiền phức vào thân liền nói cho xong chuyện ngại quá không cẩn thận đụng phải chị rồi ngại cái gì đây là thái độ là ý thức gì của cô vậy lẽ nào một lời xin lỗi cũng không biết nói sao bố mẹ của cô không biết dạy cô sao vậy cô gái kia nhìn lên nhìn xuống cái bộ đồ dương tử mi đang mặc ánh mắt tỏ vẻ khinh bỉ thảo nào thô bỉ như vậy hóa ra là con nhà nghèo tôi biết mà những cái đứa nhà nghèo như cô làm gì có tố chất chứ nghe cô ta nói một điều ý thức hai điều ý thức dương tử mì như bóc quả đã xéo cô ta một cái đáp trả lẽ nào cô có ý thức sao cô có ý tứ gì ngữ khí ánh mắt của cô nhìn tôi như vậy là có ý gì đây cô gái kia dên mặt lên chỉ thẳng tay vào Dương Tử Mi gia thế nhà tôi tốt toàn bộ người nhà của tôi đều có nhân cách không giống như loại nghèo đói kiết xác không có nhân cách như cô cô đố kỵ với những người giàu có như tôi cố ý gia vào tôi là có ý gì đây Dương Tử Mi không nhịn được liền phụt cười cô gặp qua không ít cực phẩm nhưng cái thể loại lập dị này đúng là cô mới gặp lần đầu ờ cô có nhân cách cả nhà cô có nhân cách. Dương Tử Mi nhịn cười. Thế đã được chưa? Cười, cái gì mà cười? Cô đang cười tôi sao? Tiểu thư, cười không có phạm pháp chứ. Tôi đang cười một kẻ lập dị. Nếu cô thật sự muốn đối đầu, tôi không còn cách nào khác. Cái gì? Cô dám cười tôi là đồ lập dị sao? Tôi biết ngay, loại người nghèo như cô luôn là hận người giàu có, dùng cách chế giễu bọn tôi nhiều tiền để mà làm hài lòng tâm lý đen tối của cô. Tôi ghét nhất cái loại người vừa nghèo, vừa chua ngoa mà lại vừa lười biếng nữa. Chương 779 Cô gái có tố chất của một kẻ lập dị. Được thôi, tôi thù kẻ giàu, tôi đen tối, tôi vừa nghèo, vừa chua ngoa, vừa lười biếng. Dương Tử mì bất lực. Cô phát hiện rằng mình sẽ mất mặt lắm nếu cứ tiếp tục dằn coi với cô gái này giống như đạo lý chó cắn người, còn người không có thể cắn lại chó. Hiểu là tốt, không phải là người cùng một tiêu chuẩn. Tôi không có muốn nói chuyện với cô sẽ làm mất đi thân phận cao quý của tôi. Cô ta nói xong, cái mặt dơ lên, mong quay ngoắt đi, toàn thân lấp lánh đá quý đi vào khu triển lãm. Đúng là hoàn cảnh tạo nên tính cách con người. Trên thế gian này đúng là loại lập dị nào cũng có. Khi mà từ buồn vệ sinh đi ra cô nhìn thấy cô gái kia đang theo sát một người đàn ông mặc vết đen. Thần thái kiêu ngạo lúc nãy không còn nữa, thay vào đó là một bộ dạng bẽn lẽn thẹn thùng, đôi mắt sắc nhọn cũng trở nên nhu mì, hiền dịu, đầy ẩn tình. À, cái thứ lập dị lật mặt nhanh thật đấy. Dương Tử My cười nhạo một tiếng, vừa định đi tìm Sadako thì thấy An Đông Dương đi về hướng cặp nam nữ đó. Anh họ... An Đông Dương gọi người đàn ông kia. Người đàn ông nghiêng mặt nhìn anh gật nhẹ. Nhìn gương mặt của người đàn ông kia, Dương Tử Mi than giảng. Thế giới này đúng là nhỏ bé. Người đàn ông đó không ai khác, chính là mộ dung dân thanh. Không ngờ anh ta cũng đến đây tham quan triển lãm. Có điều anh ta là một thương nhân đẳng cấp, đến tham quan triển lãm đá quý cũng là một điều hết sức bình thường. Không biết cái thứ lập dị kia có quan hệ gì với anh ta. Mộ dung dân thanh không có nhìn thấy cô, ngược lại cô nàng lập dị kia lại nhìn thấy. Anh dân thanh, con bé kia nhìn mặt là biết nghèo kiết xác vậy mà dám đến tham gia hội chợ triển lãm đẳng cấp như thế này, cũng chẳng có sợ mất mặt nữa. Đó, anh nhìn xem, nó đeo cái gì kìa, cái đồ phụ tùng không đến 10 đồng bán ở bên lề đường, đúng là không có tố chất thần thái gì cả kẻ lập dị chỉ vào mặt Dương Tử Mi. Mộ Dung Dân thành không có thèm để ý đến cô ta mà lại tiếp tục trò chuyện Giang Đông Dương. Anh cũng không có quay đầu lại nhìn Dương Tử Mi, nhưng mà An Đông Dương lại nhìn thấy cô quay qua nhíu mày với kẻ lập dị. Chỉ, chỉ nói cái gì vậy? Đó là bạn của em đó, do em mời đến mà. Người ta không phải là con nhà nghèo kiết xác đâu, lái xe Land Rover cỡ dài triệu tệ đó. Đồng Dương, em có ý gì vậy? Tự nhiên kết bạn với đám người đó, phẩm vị của em sao mà tự nhiên thấp vậy chứ? Đừng có đánh mất tố chất của nhà họ An chúng ta. An Đồng Ni lập dị hét lên. Muốn kết giao thì phải môn đăng hộ đối. Nghe An Đồng Dương nói, cô đi Land Rover vài triệu. Mộ dung dân thành liền quay đầu nhìn cô. Quả nhiên là cô. Anh vui mừng đi tới. Dương Tử Mi em cũng ở đây đến Quảng Nguyên khi nào vậy? Vừa mới tới hôm nay, không ngờ mộ dung tiên sinh cũng ở đây. Thế giới này đúng là nhỏ bé nha. Dương Tử My cười nói. Anh Dân Thanh, anh quen cô ta sao? Sao mà anh có thể chủ động chào hỏi một kẻ nghèo kiết xác không quý thức như là cô ta chứ? An Đồng Ni nhìn mộ dung Dân Thanh trực tiếp đi tới chỗ của Dương Tử My. Hơn nữa còn có thái độ vô cùng ôn hòa lễ độ mà trước giờ cô chưa có từng thấy. Trong lòng cô liền cảm thấy không thoải mái, bèn hét lên. Đồng ni, sao em có thể nói Dương Tử Mi như vậy? Xin lỗi ngay. Mộ dung dân thành quát lớn An Đồng Ni. An Đồng Ni thấy mộ dung dân thành vì Dương Tử Mi quát mắng cô, cảm giác quốc ức tràn dâng lên biểu môi kiều la. Anh họ, anh làm cái gì vậy? Lẽ nào anh không thích tiểu thư cao quý như là em mà lại thích cái loại nghèo kiết xác không có ý thức sao không có phẩm vị kia sao cô ta và anh không có thể đứng cùng trên một trục hoành đâu rốt cuộc anh bị sao thế chương 780 mỗi lần nghe cô ta nói đến tố chất nhân cách cái gì gì đó dương tử mi bật cười an đông dương đương nhiên biết chị gái của mình lập dị trước đây anh còn không có thấy gì nhưng bây giờ nghe cô ấy một điều tố chất hai điều nhân cách cảm thấy thật là xấu hổ chị đang nói lung tung cái gì vậy đi xem đá đi anh đẩy cô ta ra đừng có làm trò cười nữa cái gì chị làm trò cười sao chị đường đường là tiểu thư con nhà quyền quý có thể làm trò cười gì chị cũng không phải là loại người không có tố chất an Đồng ni kêu lên mộ dung dân thành không có buồn để ý đến cô quay qua nói với Dương Tử Mi Dương Tiểu Thư mình à, tìm một chỗ ngồi vừa nói chuyện xem hôm nay em ưng cái món phụ kiện nào đây Dương Tử Mi gật đầu đi theo anh ngồi lên ghế dành cho khách tham quan nghỉ chân kẻ lập dị An Đông Ni đương nhiên không cam tâm bị bỏ lơ cô liền đến bên cạnh mộ dung dân thanh ngồi xuống anh họ cô ta thì hiểu cái gì nói về đá quý không ai rành bằng em em nói cho anh nghe em nhìn trúng cái viên giọt nắng đó là viên hoàn toàn lớn nhất thế giới chắc chắn là thiết kế cho riêng em em sẽ mua nó đeo nó lên ngón tay xinh xắn của mình trở thành một nữ nhân cao quý nhất dương tự mì đang uống một ngụm trà nghe xong câu nói chắc như là đinh đóng cột của cô ta lập tức không nhịn được phun trà tung tóe phun cả vào mặt quang đông ni đang ngồi phía đối diện An Đồng Ni giống như một con hổ đã bị dẫm phải đuôi, định nhảy dựng lên chửi mắng. Nhưng mà khi nhìn thấy mộ dung dân thanh, cô bèn nén giận, làm bộ dạng yếu điệu thuộc nữ, rút khăn giấy ra lao mặt, rồi mới nói chuyện một cách đầy độ lượng. Tôi là người có tố chất, cho nên không có thèm chấp loại người không cùng đẳng cấp như cô. May mà lần này Dương Tử Mi không cuốn trà, nếu không cô sẽ lại phun ra tiếp rồi. Cô vốn dĩ buồn bực vì không có đủ tiền mua được cái viên giọt nắng. Nhưng gặp phải ngay con người buồn cười như là An Đông Ni khiến cho tâm trạng của cô vui lên nhiều. Thảo nào ai cũng đều thích xem diễn hề. Thấy trò hề như vậy tâm trạng đúng là tốt hơn rất nhiều. Nhìn thấy Dương Tử My không hề quý cầm tức Mộ dung dân thành liền thở phào nhẹ nhõm. Anh cảm thấy cực kỳ đau đầu với cô em họ An Đông Ni. Lúc nãy nhìn thấy cô anh cứ tưởng là cô đắp da trâu lên mặt, không có dứt ra được, trông cực kỳ đáng ghét. Do nhà hai bên có quan hệ thân thích, quan hệ hợp tác lâu dài, cho nên anh không có thể làm mất mặt, đuổi cô đi. Nhưng mà An Đông Dương lại không có như vậy. Nhìn thấy chị ruột liên tục làm cho Dương Tử My mất mặt, anh chỉ muốn đụng thổ xuống đất. Nhìn anh họ, mộ dung dân thành, luôn tỏ thái độ tôn trọng dành cho Dương Tử My anh đoán lai lịch của cô không phải là dạng tầm thường rồi. Chị, chị đừng có diễn hài nữa, mau đi đi, anh họ dẫn rồi kìa. An Đông Dương vừa lôi An Đông Ni vừa nói. Chị, diễn hề sao? Chị từ nhỏ đã được dạy dỗ, thái độ nho nhã, không giống như mấy người không có ý thức. Uống trà mà còn phun ra được, đó mới là diễn hề, làm trò cười cho người khác sao? An Đông Ni xấu hổ quay qua nhìn mộ dung dân thanh. Anh họ, anh nói đi, rốt cuộc là cô ta mất mặt hay là em mất mặt đây? Em không có mất mặt. Mộ dung dân thanh ngán ngẩm nhìn cô ta trả lời. Chương 781 An Đồng Ni không hề hiểu ý của anh nói, cứ tưởng là mộ dung dân thanh nói Dương Tử mì mới là kẻ mất mặt. Em biết mà, người có tố chất cao như em làm sao có thể làm chuyện mất mặt được chứ? Em không có làm chuyện mất mặt được vì em làm gì có mặt chứ. Mộ dung dân thanh thật sự nhìn không có được, đôi mắt sắc bén, ẩn sao cặp kính nhìn cô. An Đông Ni nghe thấy mộ dung dân thanh nói lời cay nghiệt, cảm thấy tủi thân vô cùng. Nhìn mộ dung dân thành, nước mắt vàng dụa, biểu môi trông vô cùng đáng thương. Anh họ, sao mà anh lại có thể làm tổn thương em của mình chứ? Em không có mặt. Lẽ nào em không đủ đẹp sao? Mọi người còn nói em có thể đi thi hoa hậu quốc tế, em trang điểm đậm nhạc đều phù hợp, sao mà lại không có mặt chứ? Dương Tử My toát mồ hôi. Cô phát hiện ở cùng một thánh mẫu, cái gì cũng cho là mình đúng. Đại não có vấn đề đúng là đau đầu. Mộ dung dân thành cũng đau đầu. Mộ dung tiên sinh hôm nay không có thích hợp để chúng ta nói chuyện rồi để khi khác mình nói chuyện nha, em hơi đau đầu. Dương Tử Mi đứng dậy, mỉm cười nhìn mộ dung dân thanh. Được được, ngại quá đi. Mộ dung dân thanh biết cô em họ của mình không có để yên chuyện, để tránh cô nói nhiều, đắc tội với Tử Mi khiến cho anh phải ra tay thu dọn tàn cục, cho nên anh phải đồng ý. Dương Tử Mi mỉm cười đi tìm Sadako. Lúc này Sadako đang bị một đám thanh niên dây quanh chọc ghẹo. Sadako chỉ cười mà không nói, không lạnh lùng, chẳng nhiệt tình, nụ cười mang cảm giác cực kỳ xa cách. Điều này càng khiến cho đám thanh niên thấy ngứa ngáy trong lòng, tranh nhau giới thiệu bản thân, khoe gia thế khủng của mình. Các anh muốn gì? Hàng dĩ quan lúc nãy vừa rồi, đi rồi, bây giờ quay lại, thấy Sadako đang bị đám người dây quanh bực bội hỏi. Những người khác nhận ra hàng dĩ quan Thấy anh đứng cạnh Sadako, ánh mắt đầy thù địch nhìn anh ta. Hàng thiếu gia, đừng có nói anh để mắt đến mỹ nhân nha. Lẽ nào anh muốn lái máy bay? Một thanh niên có vẻ quen Hàng dĩ Quang chăm chọc. Máy bay thì đã sao, tôi thích là được. Anh quản được hả? Hàng dĩ Quang tức giận nói. Các người chỉ cần đến gần cô ấy một bước thôi, đừng có trách tôi không cách sáo Hàng thiếu gia, đúng là bá đạo quá đi. Anh muốn lái like máy bay, người đẹp này đã đồng ý chưa? Khi mà anh chưa có tán được cô ấy, ai cũng có cơ hội, phải vậy không, người đẹp? Sadako nhìn thấy Dương Tử Mì, dỗ dàng đẩy xe Tiểu Thiên cùng với Liên Y đi tới, không thèm để ý đám người kia. Đám thanh niên nhìn thấy có thêm một người đẹp, mặc dù không có chững chạc như Sadako, nhưng mà xinh đẹp hơn thế. Da trắng nõn nà, ăn mặc dù là bình thường nhưng nhẹ nhàng như gió mát mùa thu khiến cho người khác cảm thấy vô cùng thoải mái hàng thiếu gia họ là chị em sao chị đã đẹp vậy rồi không ngờ em còn đẹp hơn nữa có gen di truyền tốt là chị em có điều mấy người đừng có nghĩ nữa cô em gái là của an thiếu gia rồi hàng dĩ quan nói xong dỗ dàng chạy theo rồi mới đứng bên cạnh sarako Sadako hờ hững nhìn anh không có nói gì. Điều này càng khiến cho anh thêm mê mẩn. Nhìn cô một lượt, cảm thấy cô là người đẹp nhất trên thế gian này. An Đồng Ni ngồi bên cạnh mộ dung dân thành, nhìn thấy Sadako được cả một đám thanh niên dây quanh thì khinh bỉ nói. Không biết cái đám thanh niên kia có con mắt hay không? Một đứa con gái bình thường như thế mà cũng dây quanh như là ông hút mật. Thật là không có phẩm vị mộ dung dân thanh cảm thấy nếu còn ngồi cạnh cô ta sẽ bị người khác đánh giá là không có phẩm vị cho nên tìm lý do bỏ đi chương 782 đừng chọc giận cô ấy nghĩ rằng bản thân không có đủ khả năng mua được viên giọt nắng nên sau khi đi hết một vòng xem những sản phẩm khác dương tử mi bắt đầu cảm thấy không có còn hứng thú với chỗ này hơn nữa cô thật sự không thích cái cách mà cô gái lập dị An Đông Ni nhìn cô như là cây đinh. Sadako có vẻ không thích cái nơi này mà ai cũng cho mình tốt đẹp giống như là ông bướm xinh đẹp đuổi bắt trong giường. An thiếu gia, thật là ngại quá, bọn em có chút việc gấp phải đi rồi. Dương Tử Mi nói với An Đông Dương, dỗ dậy sao, không thích viên đá nào hả? Anh còn đang định tặng em một hai món. An Đông Dương ngạc nhiên nói, tạm thời không có thứ mà mình thích cảm ơn an thiếu gia mà nếu như có em vẫn thích tự mình mua hơn dương tử mi cười nói khéo léo từ chối nhã ý của anh an Đồng dương hơi bậm môi không có nói gì lúc nãy mộ dung dân thanh cạnh cáo anh đừng có đắc tội với dương tử mi đó không phải là người để cho anh trêu chọc anh mới hỏi mộ dung dân thanh rốt cuộc dương tử mi là người như thế nào Mộ dung dân thanh không có trả lời, chỉ thản nhiên nói. Tóm lại, em đừng nghĩ cô ấy là một người bình thường. Đến ngay cả anh cũng phải kính nể cô ấy. Nghe thấy vậy, trong lòng quan Đông Dương liền trùng xuống. Anh không biết có nên tiếp tục theo đuổi cô này nữa không? Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác khát khao muốn theo đuổi một cô gái, thậm chí muốn lấy cô ấy làm vợ. Thật không ngờ mộ dung dân thành tiếp tục nói với anh một câu. Còn nữa, người đàn ông của cô ấy không phải như những gì mà em nghĩ. Em đừng có quá vọng tưởng nha, chỉ làm bạn với cô ấy là được rồi. Người đàn ông của cô ấy là người như thế nào? An Đông Dương không cam tâm bèn hỏi. Anh ta là một người, đến một sợi lông em cũng không có chạm được. Đừng nói đến người đàn ông của cô ấy, đến đệ tử của cô ấy thôi cũng đủ khiến cho người ta phải sợ bất luận thế nào An Đông Dương cũng là em họ ruột, là đứa cháu mà ông ngoại thương yêu. Anh ta không có để cho em họ của mình đi vào chỗ chết. Đệ tử? Là, là đệ tử nào? Lẽ nào cô ấy trẻ như vậy đã làm sư phụ người khác rồi? An Đông Dương thật sự không có thể hiểu. Đệ tử của cô ấy chính là thiếu soái tưởng tử lương sư đoàn 17, cháu đích tôn của nguyên thủ. Anh không có nói nhiều nữa còn nữa bảo chị của em im cái miệng lại hôm nay tâm trạng cô ấy tốt cho nên không có so đo với chị của em đó là một điều may mắn nếu không hậu quả rất khó nói có thể liên lụy đến sự sinh tồn của cả nhà em đấy mộ dùng dân thành nói ra mức nghiêm trọng của vấn đề an đông dương nghe xong há hốc miệng đơ cả người bởi vì ông nội châu quang vũ là người của quân khu quảng nguyên Ông cũng thường ngày hay kể cho anh nghe những câu chuyện kỳ tích liên quan đến quân đội, trong đó kể nhiều nhất là sư đoàn 17. Hơn nữa, thiếu soái tưởng tử lương là một nhân vật truyền kỳ, là một trong bốn thần tượng của anh. Anh không có thể tưởng tượng nổi, thần tượng của anh lại là đệ tử của Dương Tử Mi. Anh họ, anh không có nhầm chứ? An Đông Dương hít một hơi thật sâu hỏi. Cô ấy nhỏ tuổi như vậy, sao có thể là sư phụ của thiếu soái tưởng được chứ? Rốt cuộc sư phụ môn phái nào, cô ấy có điểm gì thần kỳ sao? Tất cả đều có nguyên do của nó, nhưng mà anh cũng không rõ. Em cũng đã nhìn thấy cái chiếc Land Rover mà cô ấy lái, đó là chiếc xe của thiếu soái tưởng đặt từ Mỹ về cho cô ấy. Mộ Dung Dân Thành nói: Trời, em cứ nghĩ người nhà cô ấy làm trong quân đội chứ. An Đông Dương cảm tưởng đang bị sự thật của mộ dung dân thanh nói ra đánh cho tan tành. Anh chỉ có thể nói đến vậy thôi, những thứ khác em tự lo cho mình đi. Mộ dung dân thanh vỗ vai quan đồng dương rồi đi làm việc của anh. Chương 783 Ông lão muốn mua thẻ gỗ đào. Sau khi mà ra khỏi triển lãm, Dương Tử mi nhìn thấy phong cảnh xung quanh khách sạn rất tốt. Cây xanh tươi tốt, nước chảy róc rách dưới chân cầu. Mỗi một cấu trúc đều có nét độc đáo riêng. Cô mới hỏi Tiểu Thiên, Sao, cô muốn đi dạo quanh đây không? Được, chị đi đâu em sẽ đi đó. Đối với Tiểu Thiên, chỉ cần không phải lỡ nhà, đi đâu cũng khiến cho nó thấy vui thích. Sadako không có ý kiến gì, cô luôn luôn đặt Dương Tử Mi lên trên hết. Thời tiết nóng nực, Bạch Hồ Liên Nghi nhảy ra khỏi lòng của Dương Tử Mi tự đi lại trước đây nó suốt ngày trong núi cho nên rất hiếu kỳ với dạng vật đa dạng bên ngoài khi ba người và một hồ ly đang dạo bước gặp một ông lão tóc bạc đi tới sắc mặt hồng hào tinh thần vô cùng tốt mặc một bộ quần áo cao cấp đời đường khí chất cao quý dương tử mi nhìn ông lão ánh mắt của ông ta sáng lên hướng về phía cổ dương tử mi rồi mới dội dàng bước tới ngăn dương tử mi lại chào cô bạn nhỏ. Ông ta đưa lời chào nhưng mà ánh mắt không có rời khỏi cổ Dương Tử Mi. Dương Tử Mi bất giác đưa tay lên cổ, sờ cái thẻ bài gỗ đào. Cô hiểu ông ta đang nhìn cái gì. Lẽ nào ông ta đã nhận ra cái thẻ bài gỗ đào? Xin chào ông. Dương Tử Mi gượng gạo mỉm cười đáp lại. Cô bạn, tôi mạo muội có một thỉnh cầu. Không biết cô có đồng ý không? Ông ta khách sáo hỏi dương tử mi cười cười tự đoán ra được ẩn ý của ông lão có phải là ông muốn cái vật này của cháu không ông ta gật đầu đúng vậy nếu không cô có thể cho tôi xem được không vậy ông ta hứng thú với thẻ bài gỗ đào chứng tỏ là ông ta biết về nó dương tử mi chắc chắn sẽ không có bỏ qua bất cứ tin tức nào liên quan đến thẻ bài gỗ đào cô đưa thẻ bài gỗ đào cho ông ta không một chút do dự ông cẩn thận cầm thẻ bài lấy ra từ trong túi một chiếc kính lúp, nhìn thật kỹ càng, càng nhìn ông ta càng ngạc nhiên. Ông cất kính lúp, cầm thẻ bài gỗ đào, cố nén đi cảm giác vui mừng, nhìn Dương Tử Mi hỏi: "Cô bạn, tôi rất thích cái thẻ bài gỗ đào này, không biết là cô có chịu chuyển nhượng hay không?" "Tại sao ông lại thích thẻ bài gỗ đào?" Nhìn nó không có hề đẹp, cũng không có gì đặc sắc. Dương Tử Mi dù biết vẫn cố ý hỏi: tôi thấy có duyên với nó nếu cô chịu bán nó bao nhiêu tiền tôi cũng đều có thể suy xét một dạng tệ thế nào ông lão nhìn dương tử mi ông ta cho rằng đối với một cô gái mới lớn dùng một dạng tệ mua một vật bình thường trên người là một điều nhiều khi cầu còn không có giống như chiếc bánh từ trên trời rơi xuống dương tử mi đưa tay lấy lại thẻ bài gỗ đào cười nói ông đừng có đùa với cháu vật này mặc dù không phải là đồ vật cao quý nhưng mà cực kỳ có ý nghĩa đối với cháu dù có nhiều tiền đến đâu cháu cũng không thể bán nghe cô nói vậy ông lão nghĩ rằng cô gái vô cùng khéo léo có thể đây là một vật mà bản thân của cô vô cùng yêu thích cho nên định đưa ra giá cao để kiếm thêm ít tiền vậy cho nên ông ta tiếp tục ra giá mười dạng thế nào mười dạng có thể mua được một viên kim cương nhỏ trong triển lãm. Cháu, xinh gái trắng trẻo, nếu đeo một sợi dây của đính kim cương thì sẽ càng trở nên xinh đẹp, chứ đeo cái thẻ bài gỗ đào á, thì xấu quá đi. Chương 784, ông lão muốn mua thẻ gỗ đào. Xin cảm ơn lời khuyên của ông, cháu vẫn chỉ thích cái này thôi, dây chuyền kim cương mà làm gì, cháu không cần đâu. Dương Tử mi cười, có lẽ ông già này cứ tưởng là cô chỉ là một thiếu nữ không biết gì. Mười dạng mà không chịu bán sao? Ông lão cũng độc dị vô số người rồi, có thể nhận ra cô gái trước mắt khác biệt. Nghe mười dạng, ánh mắt không hề có biểu hiện thèm muốn, vẫn là vô cùng bình thản. Lão gia gia, lúc nãy cháu nói rồi, nhiều tiền đến mấy cháu cũng không có bán đâu, cháu chỉ muốn biết tại sao mà ông muốn mua thẻ bài gỗ đào của cháu thôi. Dương Tử Mi cười đáp. Cô bạn, ông lão không có chịu nói ra sự thật mà tiếp tục ra giá. 30 dạng, 30 dạng chịu bán cho ta không? 30 dạng có thể mua được một ngôi nhà trong thành phố này rồi. Ông à, dù ông có đưa ra một triệu tệ, cháu cũng không bán. Chúng ta đừng có nói lời vô nghĩa nữa, được không? Hay là thế này, cháu đưa cho ông 10 dạng, ông có thể nói cho cháu biết lý do thật sự ông muốn mua thẻ bài gỗ đào này được không dương tử mi hỏi ông lão nghe xong sắc mặt vốn ôn hòa đột nhiên biến đổi nhẹ ông là hội trưởng hội đồ cổ học thuật xa đông lương nhìn thấy thẻ bài gỗ đào của cháu có một chút đặc biệt muốn mua để nghiên cứu xem có giá trị nghiên cứu hay không ông lão tuyên bố thân phận của mình dù tiểu cô nương không có chịu chuyển nhượng không biết có chịu đưa cho chúng tôi nghiên cứu học thuật hay không, chúng tôi cung cấp số tiền tương ứng. Hội trưởng Hội học thuật đồ cổ xa Đông Lương, hai mắt của Dương Tử My sáng lên. Cô đang định bước tiếp theo là đi tìm ông ấy. Thật là không ngờ ông ấy đang đứng trước mặt của mình, đúng là không có mất công sức mà lại đạt được. Quá ra hội trưởng xa thật là thất kính. Dương Tử My khách khí nói, Sa Đông Lương nhìn thấy thái độ của cô cho rằng bản thân của mình có giá trị nhất định với cô ông tiếp tục nói nếu tiểu cô nương chịu bán cái thẻ bài gỗ đào cho tôi hoặc là tặng cho hội học thuật của chúng tôi nghiên cứu chúng tôi phá lệ kết nạp cô làm hội viên của hội giúp cho cô có thể thưởng thức và hiểu thêm nhiều đồ cổ đây là điều mà nhiều người có tiền cũng không cầu được cảm ơn sự ưu ái của hội trưởng xa nhưng mà thẻ bài gỗ đào này rất là quan trọng đối với cháu nhất định không phải mang bên người. Nghe nói, trong tay của hội trưởng cũng có một miếng thẻ bài gỗ đào. Sao còn muốn miếng trên tay của cháu nữa? Đương nhiên, nếu hội trưởng chịu bán miếng thẻ bài gỗ đào của ông cho cháu, cháu có thể trả 50 dạng tệ. Dương Tử My cười nói. Sa Đông Lương hơi giật mình. Sao cô biết? Không phải là ông mới mở hội nghiên cứu liên quan đến học thuật sao? Rất kỳ vọng hội trưởng Sa có thể nghiên cứu ra những điều liên quan đến lai lịch của thẻ bài gỗ đào cháu cũng rất tò mò về nó dương tử mi nói sa đông lương nghe xong không nói nên lời cô rốt cuộc là đến từ đâu không đến từ đâu cả cháu chỉ là một người chơi và yêu thích đồ cổ thôi dương tử mi cười đáp sa đông lương trả lời miếng thẻ bài gỗ đào đó ta cũng sẽ mua dù sao cô cũng quan tâm đến việc nghiên cứu nó cho nên ta không có dấu diếm. Lai lịch của miếng thẻ bài gỗ đào rất là khả nghi, cũng không rõ đến từ thời đại nào, nhưng ít nhất cũng đã mấy ngàn năm lịch sử rồi. Theo lý mà nói, loại gỗ đào này không có thể tồn tại trải qua khoảng thời gian dài như vậy. Ta vốn dĩ tưởng nó là một tuyệt phẩm, không ngờ trên người cô cũng có một miếng y hệt, quá tiết cũng giống nhau. Theo kinh nghiệm chơi đồ cổ mấy chục năm của ta, loại thẻ bài gỗ đào này đến từ một chủng tộc cổ xưa thần bí, có hàm ý rất đặc biệt. Chương 785 Dân Hồ Đến từ một chủng tộc cổ xưa thần bí sao? Dương Tử Mi sơ thẻ bài gỗ đào. Hội trưởng Sa ngoài dùng mắt thường do xét cái miếng thẻ bài gỗ đào này, không biết có nhờ đến sự hỗ trợ của một công cụ nào không? Có dùng máy móc quét qua nhưng mà không phát hiện được bất cứ điều gì khác thường cũng không có tìm ra bí mật nhưng mà nó lưu truyền mấy ngàn năm lại không có bị mục nát xa Đồng lương lúc này không còn đối đãi với dương tử mi như là một cô gái bình thường nữa khẩu ngữ mà ông dành cho cô cũng trở nên trịnh trọng hơn không kiểm tra được cấu tạo bên trong có điều gì khác thường dương tử mi thắc mắc mỗi khi mà long trục thiên ngủ sai miếng thẻ bài gỗ đào đều phát sinh dị thường của Long Trục Thiên màu đỏ còn của cô là màu lam mờ rõ ràng chỉ là một gỗ đào bình thường sao Sa Đông Lương nhìn cô dán ánh mắt nghi hoặc lẽ nào tiểu cô nương phát hiện cái điều gì bất thường sao À, à không có Dương Tử Mi đương nhiên không có chịu nói ra sự quyền bí của thẻ bài gỗ đào chẳng may truyền ra ngoài cực kỳ phiền phức tiểu cô nương hy vọng cô có thể vì giới đồ cổ chúng tôi mà cống hiến đưa cái miếng thẻ bài gỗ đào cho chúng tôi nghiên cứu có được không vậy thật ngại quá hội trưởng xa những cái vật khác cháu đều có thể đưa cho nhưng mà cái này không thể rồi đối với cháu nó rất quan trọng như là tính mạng vậy có điều nếu như hội trưởng xa chịu bán miếng gỗ đào của ông thì dù bao nhiêu tiền cháu cũng sẽ mua Sống đến bằng này tuổi rồi, tiền đối với ta cũng chỉ là khái niệm không còn ý nghĩa lớn lao nữa. Ta chỉ mong muốn là nghiên cứu những cái thứ mới thôi. Xa đồng lương, khăng khăng cố chấp. Ánh mắt của Dương Tử Mi trùng xuống. Xem ra, không có thể dùng tiền mua được miếng thẻ bài gỗ đào, chỉ có thể tìm cách khác. Dương Tử Mi suy nghĩ. Cô lấy ra từ trong chiếc nhẫn trữ vật, viên tinh thạch mà giọt nước mắt của Liên Y biến thành đưa cho Sa Đông Lương. Hội trưởng Sa, nhờ ông xem rốt cuộc cái vật này có thứ nguyên liệu gì. Sa Đông Lương cầm viên tinh thạch. Viên tinh thạch nhẵn mượt như là trân châu, nhưng lại trong suốt, sáng bóng như kim cương. Ông chưa có từng nhìn thấy vật phẩm như vậy bao giờ. Ông lấy kính lúp ra quan sát, càng xem càng tò mò. Hội trưởng Sa không biết viên tinh thạch có thể đổi lấy cái miếng thẻ bài gỗ đào không? Dương Tử Mi giả hoạt nói: Không thể, viên tinh thạch này mặc dù rất là kỳ lạ, nhưng mà lại không có giá trị nghiên cứu đồ cổ. Sa Đông Lương nhất quyết từ chối, nhưng mà lại không có muốn trả lại viên tinh thạch cho Dương Tử Mi. Dương Tử Mi cười cười: Nếu như nó thần bí hơn thì sao? Tiểu cô nương, cô không chịu đưa thẻ bài gỗ đào cho chúng tôi nghiên cứu, thế thì cái viên tinh thạch này, viên à... tinh thạch này có thể đưa ông nghiên cứu, thậm chí tặng ông. Cháu chỉ hy vọng hội trưởng Sa hãy giữ thật cẩn thận cái miếng thẻ bài gỗ đào. Lỡ đâu có một ngày ông thật sự từ bỏ cái việc nghiên cứu hay là vấn đề về kinh tế mà phải bán nó đi thì hãy nghĩ tới cháu. Được, Sa đồng lương gật đầu đồng ý, ngẩng đầu nhìn cô hỏi, "Nhưng cô làm sao mà có được viên tinh thạch này?" Cháu nhặt được trên núi. Dương Tử Mi đưa tay ôm lấy Liên Y, xoa xoa đầu của nó. Sa Đông Lương nhìn Liên Y, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt của nó. Đây là dân hồ trong truyền thuyết có phải không? Dân hồ trong truyền thuyết sao? Dương Tử Mi nhìn Sa Đông Lương thắc mắc. Lẽ nào hội trưởng Sa biết lai lịch con hồ ly trắng này? Sa Đông Lương không có trả lời, tiếng sát Liên Y, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn cái sợi lông màu vàng trên trán nó. Chương 786 Dân Hồ Dân Hồ nếu không nhầm, đúng là Dân Hồ, loại linh hồ có thể biến nước mắt thành viên trân châu. xa Đông Lương nhớ đến cái viên tinh thạch lúc nãy Dương Tử Mì đưa ông. Đây có phải là do nước mắt của nó tạo thành không? Lẽ nào nước mắt thành trân châu là có thật sao? Cháu không biết dương tử mi ghi chặt ly nghi cô biết nó là một chủng loại cực kỳ hiếm nhưng mình lại không biết nó đã được lưu lại trong sách và bị người khác nhận ra tiểu cô nương cô tìm thấy nó ở đâu vậy đôi mắt của xa đông lương ánh lên sự ngưỡng mộ chịu bán cho ta không ta chấp nhận trả một triệu tệ mua nó hội trưởng xa ông đừng có đùa nữa nó không phải là thú cưng của cháu mà là bạn cháu tiền nhiều thế nào cháu cũng không có quyền bán. Còn nữa, cháu hy vọng ông cũng không có tuyên truyền tin tức về hồ ly ra bên ngoài. Cháu sợ phiền phức lắm. Nếu không được, á, cháu sẽ khiến cho ông gặp phiền phức đấy. Liên y là một loại vật hiếm có, chỉ có trong truyền thuyết. Nếu chẳng may bị các ngành liên quan để ý, phiền phức cực kỳ lớn. Cô ghét nhất phiền phức, do đó trịnh trọng cảnh báo Sa Đông Lương. Sa Đông Lương bị ánh mắt lạnh lẽo như băng hàng của cô dọa cho đến nỗi cảm giác lạnh lạnh sau gáy. Ông nhìn cô kỹ hơn. Lúc nãy, ông đã bị hấp dẫn bởi thẻ bài gỗ đào, không hề để ý đến Dương Tử mi. Đôi mắt giống như chứa đầy ánh sao, ngũ quan xinh xắn, không hề có tỳ vết, giống như là bạch ngọc. Làn da trong sáng, khí chất linh động, giống như một vị thần nước bước ra từ trong tranh, quyển hoạt như mộng cô gái này rốt cuộc là người thế nào đây? Ông lùi lại một bước nhìn Dương Tử Mi. Mấy chục năm kinh nghiệm với đồ cổ khiến cho ông có xúc giác mẫn cảm hơn những người khác. Cô thiếu nữ trước mắt rõ ràng giống như là một viên ngọc cổ trầm tích cả ngàn năm, có khí chất đặc biệt mà người bình thường không hề có. Ông lại cẩn thận đánh giá phục sức trên người cô. Thẻ bài gỗ đào màu đen sậm, chiếc nhẫn đen được đeo trên ngón tay thon dài, trắng nõn, cổ tay đeo một chiếc vòng tinh thạch màu xanh lam đặc biệt. Trong mắt người khác, ba cái thứ đồ vật này cô có thể mua được ở những cái sạp hàng hóa bình thường. Nhưng ông là một người có kinh nghiệm chơi đồ cổ mấy chục năm, những đồ vật bất thường ông chỉ cần nhìn qua một lần là biết, nhất là khi ông đã xem qua biết bao nhiêu linh vật ngàn năm tuổi. Ba thứ đồ cô mang trên người chính là những thứ mang đến cho ông cảm giác chúng chính là những linh vật cả ngàn năm. Thảo nào, lúc nãy cô không hề có cảm giác gì khi mà nghe ông đưa ra giá tiền mấy chục vạn. Quá ra, cô mới thật sự là nhà giàu. Rốt cuộc, đây là con gái trăm anh thế việc của dòng họ nào đây? Ảnh mắt của ông hướng về phía Sadako đang đứng sau lưng. Sadako mang lại cho ông một cảm giác rất là kỳ lạ, khiến cho ông cảm thấy cô như là một thứ đồ cổ vừa mới được khai quật từ dưới đất lên cơ thể như được bao phủ bởi một lớp linh khí và một ký tức âm u linh khí và âm khí hai loại khí chất mâu thuẫn nhau sao lại có thể cùng xuất hiện trên cơ thể cô ta rõ ràng một cô gái trẻ xinh xắn dễ thương tại sao khiến cho ông cảm nhận thấy âm khí ông nghi hoặc lại tiếp tục nhìn cái đứa bé trong xe tiểu thiên mới nhìn qua đó là một đứa bé đang bú sữa rất là bình thường thôi chỉ có đôi mắt không trong gieo đơn thuần như những cái đứa trẻ khác mà nó sáng rực giống như là đôi mắt con mèo ba tư nhà ông nuôi tựa như có thể nhìn thấu linh hồn người khác còn nữa cái cách cười mà như không cười của nó không phải là biểu cảm nên có của một đứa bé chương bảy trăm tám mươi bảy dân hồ thêm một con dân hồ đây rốt cuộc là một nhóm như thế nào sa đồng lương khẽ hít một hơi mấy người này nhìn kiểu gì cũng không phải là người bình thường dù là hào môn thế gia cũng không có tạo ra những đứa trẻ mang đến cho người khác cảm giác thần bí quỷ dị như vậy lẽ nào bọn chúng đến từ một gia tộc thần bí từ thời xa xưa nào đó mà ông không biết giống như cái miếng thẻ bài gỗ đào kia là một người tận tâm nghiên cứu đồ cổ mấy chục năm, ông biết trên thế gian này có những gia tộc môn phái đặc biệt tồn tại trong rừng sâu hoặc những nơi xa xôi cách biệt mà chưa được con người biết đến. Bọn họ có thể trốn cả mấy ngàn năm ở đó để sinh tồn, duy trì giống nòi, trải qua một cuộc sống độc đáo, truyền tải những cái văn hóa vừa thần bí vừa cổ xưa. Ánh mắt của ông dừng lại trên mái tóc màu xanh lam của Dương Tử Mi. Mặc dù gần đây mấy đứa nhỏ nhuộm cái tóc màu xanh lam đều hết sức bình thường, nhưng với một người tường tận mọi việc như ông, thì ông biết rằng màu tóc kia chắc chắn là không phải tẩy nhuộm. Con gái của ông cũng chạy theo trào lưu nhuộm tóc màu lam. Nghe nói dùng cái thuốc nhuộm màu lam nước biển đặc nhất của tiệm thuốc nhuộm cả khi nhìn cũng không có đủ tự nhiên. Vẫn có dấu vết của người làm, màu sắc không có đủ sáng bóng. Còn tóc cô gái này vừa bóng vừa dài màu lam như là màu nước giống như màu của chiếc dòng tinh thạch cô đang đeo trên tay. Tự nhiên mà đẹp giống như là do trời sinh ra không phải do nhuộm Chủng tộc tóc màu lam sao? Nhưng mà ngũ quan màu da rõ ràng đặc sắc của người qua hạ. Chỉ có một cách giải thích bọn họ là gia tộc cổ xưa đang trốn vào nơi nào đó Nghĩ đến đây, Sa Đông Lương trở nên kích động. Nếu có thể tìm ra một gia tộc thần bí thì sẽ là một sự kiện chấn động tầm cỡ quốc tế. Ông không có thể để mất đi mối liên hệ với cô, ông muốn tiếp cận gần cô hơn, xem có thể nói ra được thêm ít lời nói có giá trị nào không. Hơn nữa, lần phát hiện này ông không có thể để người khác biết, ông muốn độc lập hoàn toàn cái lần khai thác này làm cho toàn bộ thế giới khiếp sợ. Do đó, ông cười và nói với dương tử mi tiểu cô nương cô yên tâm ta tuyệt đối không có để lộ thông tin về dân hồ ra ngoài huống hồ trên thế gian này không có nhiều người biết về sự tồn tại của linh vật trong truyền thuyết như con dân hồ này vậy thì tốt rồi dương tử mi cười tiểu cô nương có thể cho ta số điện thoại hay là địa chỉ của cô có được không vậy biết đâu có một ngày nào đó ta lại muốn bán thẻ bài gỗ đào cho cô thì phải có phương thức liên hệ mới được chứ sa đông lương thấy dương tử my như muốn rời đi liền vội vàng nói được dương tử my nói số điện thoại của cô cho ông không biết hiện giờ tiểu cô nương đang sống ở đâu sa đông lương hỏi cái này hộ trưởng sa không cần biết có chuyện gì gọi điện thoại là được rồi cháu không có làm phiền hội trưởng nữa xin tạm biệt dương tử mi quay đầu về phía sadako đi thôi sadako gật đầu đẩy tiểu thiên theo sau cô khoảng nửa bước dương tử mi vừa bước đi vừa xoa đầu liên y trong lòng nghi hoặc rốt cuộc dân hồ là loại hồ ly nào còn tuyết hồ là loại nào liên y cậu là dân hồ sao dương tử mi nhìn vào mắt của liên y liên y gật đầu chẳng lẽ nước mắt của cậu đều có thể hóa thành châu thần kỳ vậy sao? Lần đầu tiên trong đạo quan, Dương Tử Mi nhìn thấy, khỏe mắt của nó rơi ra một viên tinh thạch. Cô còn nghĩ đó là một sự trùng hợp. Quá ra, chuyện đó còn bị lưu lại trong sách vở. Liên y gật gật đầu, ánh mắt như có một chút đau buồn, bộ dạng như muốn nói điều gì đó, nhưng mà lại thôi. Chương 788 Nước mắt quả chầu Liên nghi không có giống tuyết hồ Cũng không thể dùng tâm ngữ Để mà nói chuyện trực tiếp với cô Chỉ có thể dùng cách giết để mà biểu đạt Điều này khiến cho Dương Tử My Cảm thấy hơi bực bội Dương Tử My tìm được cái bàn bằng đá Liền ngồi xuống Lấy một chiếc cốc uống nước từ xe đẩy Để cho Liên nghi viết chữ Liên nghi nhìn cậu có vẻ bi thương vậy Sao vậy Dương Tử My xoa đầu của nó hỏi Chủng tộc dân hồ chúng tôi đúng là những cái linh vật mà nước mắt có thể hóa thành châu. Chính vì đó mà bị tuyệt diệt, đã bị con người bắt và ngược đãi ép chảy nhiều nước mắt biến thành châu. Liên nghi viết trên bàn. Tôi không còn gặp bất kỳ một ai như tôi trong chủng tộc Hồ Ly nữa rồi. Liên nghi viết xong, tiến về phía Dương Tử My, Cũng tròn trong lòng cô, thân mình hơi run rẩy Dương Tử My đau lòng vuốt ve, âm thầm đưa ra quyết tâm sẽ bảo vệ nó, không có để bị người khác hại nữa. Cô thấy hối hận vì lúc nãy đưa cái viên châu của Liên Nghi cho Sa Đông Lương. Nghĩ đến đây, cô mới vội vàng gọi điện cho Sa Đông Lương. Hội trưởng Sa, ông đang ở đâu vậy? Tôi đang ở hội chợ triển lãm đá quý, tiểu cô nương có việc tìm tôi sao? Sa Quang Lương thấy cô chủ động gọi thì rất là vui mừng, tưởng rằng cô sẽ cung cấp thêm tin tức gì đó cho mình. Đúng vậy, phiền ông ra ngoài một chút, cháu có chuyện muốn nói, đợi ông ở trước cửa. Được, xa đồng lương, dỗ dàng quay người, nói với người bên cạnh mình, đợi một chút, rồi gấp rút đi ra ngoài. Dương Tử mi nhìn thấy ông, đưa thẳng tay ra phía trước. Ông xa, thật là ngại quá, bây giờ cháu muốn lấy lại cái viên tinh thạch lúc nãy đưa cho ông. Đó là của người khác tặng, giờ cháu lại phải đưa cho ông thì quả là không có thỏa đáng sa Đồng lương nghe xong sắc mặt tối sầm lại trực giác mách bảo ông cái viên tinh thạch đến ông còn không có nhìn ra chất liệu gì chắc chắn là nước mắt của con dân hồ mà cô đang bế rồi nước mắt quá châu trước đây mỗi lần nghe thấy câu chuyện truyền thiết này ông đều say mê sau khi mà nhìn thấy dân hồ ông cảm thấy viên tinh thạch đó giá trị nghiên cứu rất lớn. Ông còn chưa có kịp quay về phân tích thành phần của nó. Ông thật không nỡ lấy nó ra. Tiểu cô nương, quà đã tặng rồi, bây giờ cô đòi lại, thật sự không có hay đâu. Sa Đông Lương siết chặt viên tinh thạch nói. Xin lỗi, lần sau cháu sẽ chọn vật khác tặng Sa hội trưởng, còn cái viên tinh thạch này không được đâu. Nếu bị Sa Đông Lương chứng thực, cái viên tinh thạch đó đúng là được tạo ra từ nước mắt của liên nghi hậu quả đúng là khó lường xa đồng lương dù không nở nhưng mà cũng là người có danh dự cũng cảm thấy ngại khi mà cưỡng ép lấy đồ vật của người khác tinh thạch có thể trả lại cho cô nhưng mà lời ước định với cô cũng sẽ biến mất sau này dù tôi có muốn bán tấm thẻ bài gỗ đào hoặc là biết thông tin về lai lịch của thẻ bài gỗ đào đó tôi không có cần nhắc gọi điện thoại cho cô trước đâu nha Sa Đông Lương định nắm đằng chui cho nên giọng đầy uy hiếp. Được, ước định có thể mất hiệu lực. Vấn đề thẻ bài gỗ đào có thể từ từ suy nghĩ. Liên y bây giờ là rất quan trọng. Sa Đông Lương trả lại cô tinh thạch. Vậy sau này cô đừng có hối hận nha. Đợi hối hận rồi mới nói tiếp đi. Dương Tử Mi thản nhiên cười. Cảm ơn Sa Hội trưởng. Duyên tinh thạch là do con hồ ly này tạo thành có phải không? Sa Đông Lương không cầm tâm hỏi. Không phải châu của giao nhân Đông Hải? Dương Tử Mi nói dối. Thật sự là giao châu Đông Hải sao? Là nước mắt của giao nhân. Ánh mắt của Đồng Hoàng Lương một lần nữa sáng lên. Đông Hải của giao nhân, nước mắt quá châu. Đây là truyền thuyết mà ai cũng thấy thân thuộc. Còn nước mắt của dân hồ quá châu chỉ là tồn tại trong một cuốn sách rách nát, ít người biết đến. Các bạn vừa nghe xong tập 65 thiếu nữ bối toán thiên tài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.